Mẹ ơi, mẹ, con đỗ rồi mẹ ơi. Đỗ cấp 3 thôi mà làm gì mà cứ ôm lên thế? Với cả là sau đi đâu ấy, đừng bảo tao với mẹ này là chị em nghe chưa? Sống đu bám mãi thì không chán à? Thế chả nhẽ ở trường em cũng không được gặp hay là nói chuyện với chị à? Được như thế thì tốt quá. Diệp, sao con lại nói với em như thế? Đưa mẹ xem nào. Đấy là con riêng của mẹ, chứ không phải là em của con. Con lạ thật đấy. Mẹ chiều con quá nên con thành ích kỷ rồi đấy. Vâng, con không muốn chia sẻ mẹ với ai cả. Ô, Diệp. Diệp. Nào thế có chuyện gì nói tôi nghe nào. Hàng xóm láng giềng với nhau và cũng là bạn già, có gì thì mình san sẻ. Thì vẫn là chuyện hai đứa đấy thôi. Cứ nghĩ là lớn rồi thì cái Diệp nó sẽ khác. Không ngờ nó vẫn cứ nghĩ tôi đưa con rơi của mình với người khác về nên bố nó mới tức tưởi ra đi như thế. Chúng nó còn bồng bột, chưa hiểu chuyện. Bà mà đã theo đuổi con đường này thì phải kiên trì chờ đợi chúng nó trưởng thành. Còn nếu không chờ đợi được ấy thì tôi nghĩ hôm nay tự nhiên lại như là chuyên gia tâm lý. Tôi chả quen. Con Chi, con Chi đâu? Chị gọi em à? Mày ở nhà giặt đồ đi đấy. Vâng, thế tối chị có ăn cơm không? Mày thay mẹ quản lý tao đây à? Em chỉ quan tâm chị thôi mà, sao chị cứ phải xù gai lên thế? Quan tâm á? Đây không mướn. Alo ạ? Chi à, mẹ cháu bị ngất ở ngoài đầu ngõ đây này. Sao cơ ạ? Mẹ cháu ngất ở đầu ngõ ấy ạ? Mẹ ơi, mẹ uống đi này mẹ. Ừ, mẹ xin. Mẹ chỉ tụt huyết áp thôi, không sao đâu con. Hôm nay chị con lâu về thế nhỉ? Chắc chị có việc bận đấy mẹ ạ. Sao con bé nó lại cháy khuấy thế không biết? Thế mẹ định giữ bí mật luôn à mẹ? Con thấy uất ức trong lòng lắm, con chỉ muốn nói hết ra thôi. Từ nhỏ chị đã luôn coi bố là người hùng, là người tốt nhất đối với nó. Bây giờ mà mẹ nói ra sự thật, nó là con riêng của ông ấy trước khi cưới mẹ, Diệp nó không chịu nổi đâu. Mẹ nuôi chị con từ lúc còn đỏ hỏn, mẹ không muốn nhìn thấy nó suy sụp. Mẹ vừa nói cái gì cơ? Mẹ bảo con là con riêng của ai cơ mẹ? Không, con là con gái mẹ. Con là con gái mẹ mà. Con xin lỗi mẹ. Chị sai rồi. Chị xin lỗi chị. Cả hai chị em đều là con của mẹ, đều là con gái ruột của mẹ.